Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ đi rank CM China. Vâng, ở cái server Việt Nam thì nó chả có cái gì mới để mình làm hết. Súng cũng không có mà chế độ cũng chả có cái gì luôn. Vâng, bao năm bao tháng ấy nó vẫn xoay quanh mấy cái đấy, đâm ra không có gì để làm. Anh em lại bảo mình, anh lại bỏ Crossfire Legend. Thực chất thì mình không có bỏ, cơ bản thì không có cái gì để làm thôi. Còn chơi thì vẫn là chơi đều đặn. Đùa thôi chứ thực sự dạo này gần đây mình toàn chơi PUBG Mobile nghiện cái game đấy rồi. Vâng, một cái tựa game huyền thoại trên PC. Hồi trước thì mình bắn trên PC, mình bắn rất là mê luôn ấy. Ngày nào mình cũng bắn. Bây giờ có trên mobile thì bây giờ ngày nào cũng bắn trên mobile. Thành ra thì mình lại chơi ít dần cái tựa game CM Mobile này rồi. Quá là đáng tiếc. Ui dồi ôi, một mả người ở khu vực ground. Lầy thì đi lên với chúng tôi này, lên nữa đấy. Tao sợ chúng mày quá cơ. Ok, Sunny chết rồi. Ủa? Rào bắn chết à? Ui, cái định mệnh. Nó ở đâu trong nhà vậy ba? Không thằng nào kê nhà. Khiếp thật. Quả đấy mình cứ tưởng là thằng nào nó nhảy trong lỗ đồng đội mình cơ. Thế đích nào team người ta bây giờ bắn Regina thì xung quanh là địch chứ không bao giờ có đồng đội. Đi rank như này thì đập bà nó máy. Ui dồi ôi, kill mark đẹp thế. Vâng, cái khẩu này làm lại kill mark rất là đẹp. Hôm nay thì mình sẽ bắn khẩu M14 EBR Bombis. Thực ra thì anh chết nhầm ở Dark Knight chứ. Thực ra thì bên CM nó cũng có rất nhiều khẩu súng mới nhưng cơ bản là không có tiền để mua. Mà bắn bên này thì cảm giác nó mới lạ hơn một xíu. Bắn bên kia thì thao tác với lại điều khiển nó quen rồi. Mic này, nó lại đẩy mic. Lầy thì đẩy này. Ui rồi ôi, còn thằng nữa. Làm người ta thay đạn phí hết cả tuổi xuân. Ê chứ nhầm, phí hết 50 HP. Còn tuổi xuân ở đây thì nó không liên quan. Gì đấy? Đi vào làm gì đấy? Đi vào hang cọp mà không nhìn thấy cọp thì vô lý. Nó sẽ đi lên hẻm B này. Đây rồi. Úi, cái gì vậy? Nó lấp vào vẫn chết kìa. Nani. Mình nghĩ là bị lag rồi. Đi chơi server Sintina bị lag rồi. Ok, cố lên bạn ơi. Bây giờ sẽ là tình huống 1v1. Ơ kìa, nó đi ngay cạnh. Trời ơi. Ủa, team tôi nó add toàn bot vào à. Chơi gì kì vậy? Chắc chắn là toàn bot rồi. Khẳng định luôn. Team mình toàn bot, team người ta toàn người. Khổ. Lầy thì nhoi này, con lợn này. Ăn người ta một lần thôi. Mic có nữa này. Rồi, B, à chết nhầm, A này. A hơi bị đông này. Ui dồi ôi, cây gì đây? Đồng vãi xoài. Double kill rồi, còn một đứa nữa thôi. Một đứa nữa. Thì chắc chắn là rào hoặc HL. Bom nằm đây rồi. Này thì rào này, ok. Trời ơi, sao team mình toàn bot thế này? Bắn thế này thì bắn làm sao? Sao lần nào mình đi rank cũng phải cân 3, cân 4 đấy nhở? Thế này gặp vừa rồi sắp mặt. Đi vào nữa đi bạn ơi. Vào đi đừng ngại ngùng. Đạn của mình thì free. Rồi nó lại đẩy A. Ui mic. Một bé này. Double kill này. Rồi. Bom rớt ở đây. A có dấu hiệu đẩy lên.
Hình như rào, đúng rồi. HL không có. Ui, thấy mẹ rồi. Ngu người chưa? Sao mình bắn phát này fail ấy nhở? Rồi, nó yếu rồi đấy. Ui dồi ôi. Vâng, nó yếu rồi đấy. Thua 1-3 rồi. Rồi, bắn team mình toàn bot thì chơi làm gì? Vâng, team bạn tự giác áp cao hoặc ao đi ạ. Bắn với bot chả có sung vui vẻ cái gì. Còn không, bọn này ao hết đi, một mình ăn hết cho nó chất. Một mình cân team đi. Bắn thế này mình cảm giác tội khẩu súng của mình quá à. Anh em đâu, đẩy B ra. Sẽ đi mỗi hai người này. Ui dồi ôi. Gì căng vậy? Làm gì căng vậy? Ui, còn mỗi mình. Vãi. Ui dồi ôi. Sao lại ở đây có người đây? Bom nhanh. Thôi xong rồi, không mua kìm C4. Ui, biết ngay mà. Vâng, thấy cái mặt nó lượn vào một cái là biết ngay rồi. Vâng, xác định nằm xuống rồi. Vâng, cái động tác nằm cạnh quả bom nữa. Nó gần gũi VKL. Trời, còn thoát nữa. Thoát hết đi. Để lại mỗi mình thôi. Nhục VL. Vâng, team đi với team mà team chả làm được cái quần què này. Quay cả team. Đánh B nào. Follow me. Khó quá. Ui, đứng kè luôn. À, lại tiếp tục đứng đây. Mình biết rồi. Ui dồi ôi, cái thằng đồng đội hết cả hồn. Mày đứng đấy làm gì ấy? Mỗi thằng đứng một góc. Trong khi bom rớt ở nhà. Các bạn làm gì vậy? Cố lên nào, trận này mình phải bắn đàng hoàng chứ không thể bật kèo được. Bom rơi nhà. Rồi. Hẻm B chắc là dốc nước. Nhưng hai thằng này chắc chắn sẽ có một thằng cam bom. Vâng, phải chú ý hết xung quanh anh em ạ. Không bao giờ có hai từ đồng đội ở đây. Lầy thì cam bom này. Hết thời gian rồi. Đi qua B thôi. Không biết nó có cam B không đây. Còn nghi lắm anh em ạ. Thằng kia đi nhanh lên một cái. Ui lỗ. Cái định mệnh hay quá. Tuyệt vời. Good. Được rồi, chúng ta sẽ cố gắng bật kèo mà. Không thể thua được. Tiếp tục đi B. Anh em đâu, follow me. Anh em cứ vào hiến mạng đi. Mình ở sau cover cho. Ui dồi ôi. Ok. Clear rồi. Yo. Ui dồi ôi.
lầy đi. Nắp thùng này. Ủa? Sao còn mỗi mình như này? Hơi gãy rồi. Cố lên. Còn 66 tiết. Nó sẽ đi móc mình cho xem. Đây rồi. Lầy thì móc tao này. Cái con đường cũ ấy, mình nắm bắt hết cả rồi. Ui rồi, may quá. Vâng. Cân 5, trời ơi. Trời. Không thể tin vào mắt mình được. Vâng, trận nào cũng cân 1, cân 5 như này, làm sao mà chơi được. Làm gì có chuyện trận nào cũng cân 1, cân 5 như này. Đã thế mình còn không mua giáp, lại không mua kìm C4 nữa. Ác này là ác mới nhá. Vừa vào game nó tặng ngay cái khẩu M14 EBR. Ui, yếu rồi. Mình yếu rồi. Vô đi bạn ơi, vô đi. Cái con lợn này cầm lục mà ra oai à. Vô đi, đúng rồi. Hay quá. Theo phán đoán thì chắc chắn sẽ có thằng nấp trong này để cam đấy. Đấy, có sai đâu. Mình sẽ cam mốc. Thôi xong rồi, bom rớt nhà. Bom rớt nhà thì khó rồi. Bom rớt nhà. Mình sẽ đợi thằng đấy bắt đầu đi vào. Là mình lên luôn một thể. Nó đang cam bom lên đấy đấy. Chắc chắn 99,9%. Từ từ. Ôi thôi xong rồi. Chết phí thế. Có thằng mồi mà để nó chết. Ngu người. Ok, còn thằng nữa. Bây giờ câu hỏi được đặt ra, nên đi A hay B? Nên đi đường nào đây? Mình hay đánh B, cho mình sẽ chọn B. Ui trong này. Ui phí thế, tí nữa đi ăn rồi. Ok, thua rồi. Rồi, bye bye các bạn và hẹn lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.